Phan Thanh Giản dưới mắt người Pháp qua vài tài liệu. Từ hiệp ước năm 1862 cho đến khi Thượng tướng La Grandière sáp nhập nốt 3 tỉnh miền Tây Nam Kỳ, Phan Thanh Giản đã giữ một vai trò chính yếu trong các sự giao thiệp giữa triều đình Huế và người Pháp. Ông đã đại diện cho triều đình để ký hiệp ước năm 1862. Ông đã cầm đầu một phái bộ qua Pháp để điều đình về những vấn đề liên quan tới hiệp ước ấy. Được cử làm kinh lược 3 tỉnh miền Tây Nam Kỳ, ông đã phải đương đầu với chính sách bành trướng rất hoạt động của La Grandière. Tất nhiên, Phan Thanh Giản đã là một trong những vị quan Việt Nam tiếp xúc nhiều nhất với người Pháp, và vài sĩ quan Pháp đã tường thuật lại một số những cuộc tiếp xúc này. Các tài liệu ấy cho phép chúng ta được biết người Pháp đã nhìn Phan Thanh Giản ra sao. Phần 1. Cuộc đời của Phan Thanh Giản, tóm lược bởi Eluro. Eliacin sin Luro tới Nam Kỳ năm 1864 và sống ở đây cho tới năm 1876. Ông điều khiển Sở Tư pháp bản xứ dưới thời thống đốc Dupré và được giao phó nhiệm vụ tổ chức trường tập sự có mục đích đào tạo những vị tham biện của nền hành chánh của thuộc địa Nam Kỳ. Trong tác phẩm Le Pays d'Annam của ông nói về sự tổ chức xứ Việt Nam của triều Nguyễn, ông đã dẫn Phan Thanh Giản làm điển hình cho quan lại Việt Nam. Ở Pháp, người ta chỉ còn nhớ chút đỉnh tới phái bộ An Nam hướng dẫn bởi Phan Thanh Giản đến Paris vào năm 1863. Nhân vật này đã giữ một vai trò quan trọng trong sự ban giao giữa hai quốc gia. Vài chi tiết về đời sống và tính nết của ông ta sẽ làm nổi bật cốt cách cao thượng và đạo đức cổ xưa, thường được đôi khi tượng trưng bởi các đại sĩ phu của xứ An Nam. Phan Thanh Giản là con trai của một viên chức hành chánh nhỏ. Thân sinh ông vì cấp trên thất sủng, bị kết án khổ sai và vì thế phải làm những sưu dịch nặng nhọc nơi tỉnh lỵ. Phan Thanh Giản tuy mới lên 12 tuổi, không muốn rời thân phụ. Ông theo cạnh cha khắp nơi để chia sẻ các khổ não cùng thân phụ và giúp sức thân phụ trong các khổ dịch phải làm. Lòng hiếu tử của ông chẳng bao lâu được để ý vì đấy là đức hạnh mà dân tộc này tôn trọng rất nhiều. Các quan tỉnh vời ông tới để chất vấn và lấy làm kinh ngạc trước trí thông minh sớm sủa của ông. Ông được lệnh thụ huấn quan đốc học với hy vọng được thấy giảm bớt hình phạt của cha mình. Thiếu niên này hứa theo lòng mong muốn ấy và giữ lời. Vài năm sau, ông đậu một cách vẻ vang các khoa thi cử nhân và lên đường tới Huế để dự trường thi tiến sĩ. Cho tới bấy giờ, xứ Nam Kỳ vẫn chưa sản xuất được một vị tiến sĩ nào cả. Các bài thi của Phan Thanh Giản phi thường đến nỗi mà nhà vua sau khi đã đọc những bài này muốn đích thân sát hạch ông. Minh Mạng hài lòng với các lời đáp ứng của ông, giao phó cho ông một chức vụ thân tín. Vị tiến sĩ trẻ tuổi được nâng lên chức quan hàm chánh nhị phẩm mau chóng, sau đó ông được cử làm phó ngự sử. Tuân thủ đạo nho, ông kính cẩn dâng lên nhà vua những lời trung cáo mỗi khi ông tin là hoàng đế nhầm lẫn. Minh Mạng là một vị đế vương chuyên chế thực sự, tự cho là không khi nào lầm lỗi. Vị tiến sĩ của chúng ta bị liên lụy quá nhiều bởi sự quan tâm của ông đối với lợi ích của quốc vương. Sau khi đã bị trừng phạt nhiều lần vì lòng trung thực của ông, rốt cuộc ông bị tước đoạt quan hàm và chức vị và được sung vào các đội quân tiền phong khi bấy giờ chinh chiến trong tỉnh Quảng Nam. Phan Thanh Giản phục tòng sự trừng phạt ấy với một lòng đại độ hiếm có. Mặc quần áo một binh quèn, ông đi hàng đầu, làm gương dũng cảm và tuân trọng kỷ luật cho tất cả mọi người. Không bao lâu, ông được tướng sĩ cảm phục và quân đội kính nể. Nhà vua, sau khi giác ngộ sự phẫn nộ bất công của mình, triệu ông về, và dưới các triều vua kế vị Minh Mạng, ông được nâng lên tới những chức quyền quốc gia đại dụng nhất. Khi chiến tranh bùng nổ giữa nước Pháp và nước An Nam, ông là người độc nhất dám khuyến hòa nhưng vô hiệu. Tới lúc triều đình Huế bị đưa tới đường cùng, chính ông là người mà nhà vua giao cho trách nhiệm thương lượng. Phan Thanh Giản ký kết hòa ước và nhờ sự khéo léo ngoại giao của ông đạt được sự quy hoàng tỉnh Vĩnh Long. Khi đó, ông được phái làm sứ giả tới Paris và sau khi trở về được cử làm quan kinh lược 3 tỉnh ở phía tây thuộc địa của chúng ta. Khi chúng tôi biết ông là một cụ già bệ vệ, có phong độ trang nghiêm, trông cao nhã và tri xảo. Nhân vật xuất chúng này đã hiểu từ lâu là không thể chống cự nước Pháp được và xét rằng vô ích tiếp tục một sự chiến đấu, trong đó chỉ có máu người An Nam chảy. Ông mong mỏi hòa ước sẽ được thi hành một cách trung thực và đồng bào của ông sẽ trở nên học trò của chúng ta và như là môn đồ của văn minh của chúng ta. Các ước vọng của những tinh thần cao thượng ấy ít khi được thực hiện, không một nền văn minh nào hấp thụ một nền văn minh khác mà không bị những chấn động sâu rộng, những sự đấu tranh kéo dài và đau đớn. Chính phủ Pháp chán ngán các sự công kích không bao giờ chấm dứt, khởi đầu từ 3 tỉnh miền Tây, mặc dầu có nhiều cố gắng của Phan Thanh Giản. Chán ngán lòng oan cố càng ngày càng gia tăng của triều đình Huế mới sáp nhập ba tỉnh ấy vào xứ Nam Kỳ thuộc Pháp. Phan Thanh Giản không kháng cự vì ông hiểu là hoàn toàn vô ích. Ông ra lệnh hiến thành cho quân đội Pháp và được tuân theo, nhưng trung thành với quân vương và để tự trừng phạt về điều mà sức ông đã không thể ngăn cản, ông từ chối các đề nghị trọng hậu của kẻ thắng và với thái độ bình thản của một cổ nhân La Mã, uống thuốc độc. Vị kinh lược ba tỉnh với một tinh thần thung chung cho tới phút cuối cùng, chết trong một căn nhà tranh nghèo nàn, trong đó ông đã sống suốt thời gian ông cầm quyền, muốn bằng lối sống ấy nêu cho mọi người cái gương vong kỹ, bần cùng và liêm khiết trong sự thi hành những chức vụ cao quý nhất. Thân thế phi thường mà tôi vừa tóm tắt lại ấy chứng tỏ là đạo Khổng cũng có thể sản xuất những nhân vật mà chính các triết gia khắc kỷ trứ danh nhất cũng sẽ không phủ nhận. Eluro, Le Pays d'Annam, Paris năm 1897, trang 101–104. Theo Nguyễn Thế Anh, từ tri thức vn.org, video được thực hiện bởi kênh Bí Ẩn Sử Việt. Mời quý vị và các bạn đăng ký kênh, nhấn chuông nhận thông báo để đón xem những câu chuyện tiếp theo. Văn Lang Họa Đồ, dự án gây quỹ cộng đồng nhằm xây dựng thư viện số miễn phí, chia sẻ các hoa văn cổ đại thời kỳ Hùng Vương trên nền tảng online với nguồn dữ liệu đa dạng, phong phú dành cho các nhà thiết kế và ngành văn hóa Việt Nam. Từ đó, các họa sĩ, nhà thiết kế có thể tự do sáng tạo nên những sản phẩm đặc sắc mang đặc trưng văn hóa Việt, ứng dụng rộng rãi, giúp định hình và lan tỏa văn hóa dân tộc. Ủng hộ cho dự án tại hoavanđạiviet.vn.